Cùng với hàng loạt các biện pháp mạnh từ chính quyền địa phương và sự hợp tác chung tay của các tầng lớp nhân dân, tình hình dịch bệnh tại Lộc Thủy sau gần 2 tuần giãn cách được kiểm soát tốt. Gần 30 năm miệt mài nơi rủ rừng Trường Sơn giữa hai nước Việt Nam Lào, và cứ mỗi mùa khô đi qua, nhiệm vụ tiếp theo càng khó khăn hơn gấp bội, nhưng chưa bao giờ những bước hành quân của đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải chung lại. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng khám phá một con đường bích họa bên dòng sông Hương với những hình ảnh gần gũi thân thương về giấc mơ Huế do các bạn trẻ của phường Phương Đức, thành phố Huế thể hiện. Vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình sáng nay, thứ Hai, ngày 26 tháng 7. Xin chào và cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Và bây giờ, hãy cùng bắt đầu một ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Bình và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ngô Nam Ngường đã đi kiểm tra, khảo sát tại trường cao đẳng nghề số 23 Bộ Quốc phòng để sẵn sàng cho việc thiết lập thêm bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19. Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cũng đã thiết lập 2 bệnh viện dã chiến tại Chân Mây và Hương Sơ, đồng thời chuyển trạng thái cả bệnh viện phổi và bệnh viện phong Gia Liễu thuộc Sở Y tế sang điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ không có triệu chứng, mức độ nhẹ và vừa. Theo báo cáo, hiện nay trường cao đẳng nghề số 23 Bộ Quốc phòng địa chỉ tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy có 5 tòa nhà từ 3 tầng đến 5 tầng, một hội trường và một xưởng thực hành cơ khí. Trong đó, 2 tòa nhà ký túc xá sinh viên 3 tầng hiện đang thực hiện cách ly công dân, khu cách ly T2. Qua khảo sát nắm tình hình tại cả khu vực, kiểm tra mặt bằng diện tích các tòa nhà, lãnh đạo Sở Y tế cho biết nếu thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 thì năng lực tại trường cao đẳng nghề số 23 có thể đáp ứng được 400 giường. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Công dân ở các tỉnh trở về địa phương có số lượng đông. Việc xây dựng các kịch bản cao hơn để chủ động phòng chống dịch COVID-19 lúc này là rất cần thiết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhanh chóng khẩn trương xây dựng kế hoạch, tính toán phương án, đồng thời chuẩn bị tốt mọi mặt, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, huy động lực lượng, phương tiện cao nhất để sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại trường cao đẳng nghề số 23 khi có yêu cầu. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ngô Nam Cường cùng đã đến kiểm tra công tác đón tiếp, phục vụ công dân tại khu cách ly T6 và kiểm tra tiến độ làm giường sắt phục vụ cả khu cách ly tại trạm sửa chữa tổng hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Khu cách ly ký túc xá trường Bia T6 được kích hoạt đưa vào hoạt động từ trưa ngày 24 tháng 7 đến hơn 10 giờ sáng ngày 25 tháng 7. Khu cách ly này đã đón trên 300 công dân về cách ly y tế. Số công dân trên chủ yếu từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh. Qua nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra khu vực nhà điều hành, khu vực y tế, công tác chuẩn bị bữa ăn cho công dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình biểu dương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chiến sĩ và cả lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại đây. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, hiện nay công dân về địa phương cách ly phòng chống dịch ngày càng nhiều, không kể ngày đêm. Vì vậy, yêu cầu khu cách ly T6 khắc phục khó khăn, chuẩn bị tốt các phương án để đón công dân, trong đó đảm bảo tốt khu vực đón tiếp, khu vực khai báo y tế, khu vực tập kết hàng hóa. Đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ và cả lực lượng thường xuyên nhắc nhở công dân tuân thủ nguyên tắc 5K, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc đón tiếp và phục vụ công dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ trạm sửa chữa tổng hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hiện nay cán bộ chiến sĩ trạm sửa chữa đang khẩn trương làm 300 cặp giường sắt để phục vụ tại cả khu vực cách ly của tỉnh. Sáng qua, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh đã công bố thêm 2 trường hợp nhiễm COVID-19, đây đều là những ca trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin liên quan đến các bệnh nhân COVID-19. Bệnh nhân mã số 95040, năm sinh 2002, giới tính nam, quê quán khu vực 5, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bệnh nhân mã số 95036, năm sinh 2001, giới tính nam, quê quán đường Cổ Loa, khu vực 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin chung của 2 bệnh nhân: nghề nghiệp nhân viên phục vụ quán cà phê Huy Hoàng, nơi ở và làm việc số 1, đường 26A, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Yếu tố dịch tễ, trở về địa phương từ vùng dịch. Hai bệnh nhân cùng chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đến địa phận Thừa Thiên Huế lúc 16 giờ ngày 22 tháng 7 tại chỗ kiểm soát Lăng Cô, khai báo và thực hiện cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2 lúc 3 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 năm 2021.
Thưa quý vị, 240 công dân đợt 1 của Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air để về Huế. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cũng đã có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong suốt quá trình di chuyển về khu vực cách ly. Trong khi đó, nhiều người khác lựa chọn xe máy là phương tiện di chuyển về quê tránh dịch. Từ rạng sáng ngày 25 tháng 7, chính quyền huyện Phú Lộc và các lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt trên đỉnh đèo Hải Vân để đón một đoàn xe máy phần lớn là nam thanh niên di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về quê tránh dịch, trong đó có 99 người Thừa Thiên Huế. Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua nắm danh sách, đoàn di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh bằng xe máy gồm có 229 người, trong đó có 99 người quê ở Thừa Thiên Huế và 130 người còn lại ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, trong đó có một số trẻ em, phụ nữ và phần lớn là nam thanh niên. Xuất phát từ trưa ngày 23 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, đến gần 4 giờ sáng ngày 25 tháng 7, đoàn đến đỉnh đèo Hải Vân. Tại đây, nhiều người đã mệt lạ, đuối sức sau khi di chuyển liên tục bằng xe máy hàng chục giờ đồng hồ. Nhiều người cũng không còn đủ lương thực, nước uống mang theo. Ngay khi vừa đến đỉnh đèo Hải Vân, chính quyền huyện Phú Lộc và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời tiếp tế bánh mì, sữa, nước uống, trái cây cho 229 công dân này. Ngoài ra, nhiều người dân bán hàng quán trên đỉnh đèo cũng đã chung tay hỗ trợ một số thực phẩm khác cho những người dân có nhu cầu. Đến hơn 6 giờ cùng ngày, toàn bộ số công dân này được cảnh sát giao thông dẫn đường, hướng dẫn quay lại chốt kiểm soát y tế số 5 tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc để khai báo y tế. Lực lượng làm nhiệm vụ ở đây cũng đã được tăng cường để hỗ trợ người dân khai báo nhanh nhất để tiếp tục hành trình. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, 130 công dân ở các tỉnh Bắc miền Trung và phía Bắc sau khi khai báo y tế đã được cảnh sát giao thông công an Thừa Thiên Huế dẫn đường ra đến huyện Phong Điền, tiếp giáp với huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để tiếp tục hành trình về quê. Nhiều người dân được cảnh sát giao thông phát thêm sữa, bánh mì, nước để mang theo sử dụng dọc đường. Đối với 99 công dân Thừa Thiên Huế, sau khi khai báo y tế, trước ngày 25 tháng 7 cũng đã được lực lượng chức năng vận chuyển bằng xe ô tô lên khu cách ly T6 được trưng dụng từ khu ký túc xá của Đại học Huế tại đường Hồ Đắc Chi, phường An Tây, thành phố Huế. Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa cùng ra lời kêu gọi lực lượng y tế công lập và tư nhân, y bác sĩ đã nghỉ hưu tham gia chống dịch COVID-19. Trong thời gian qua, sự phát tán nhanh của SARS-CoV-2 với biến chủng Delta khiến công tác phòng chống dịch gặp khó khăn, trong đó hệ thống điều trị bị quá tải. Do đó, bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng khẩn thiết kêu gọi toàn bộ hệ thống y tế công tư, hội y học thành phố, các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, các chuyên gia, nhân viên y tế đang làm việc và đã nghỉ hưu, các lương y, giảng viên, sinh viên tại các trường đào tạo dạy nghề thuộc khối ngành chăm sóc sức khỏe tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu thực hiện nghiêm dừng thu phí BOT. Trước đó, ngày 19 tháng 7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư dự án BOT nghiêm túc thực hiện tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí đóng trên địa bàn các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG. Thời gian tạm dừng thu phí từ thời điểm địa phương công bố bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đến thời điểm địa phương công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội. Thưa quý vị, sau khi liên tiếp xuất hiện các ca dương tính với COVID-19, từ ngày 13 tháng 7, Thừa Thiên Huế đã áp dụng biện pháp giãn cách đối với xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc. Thời điểm đó, không ít các ý kiến lo ngại về một ổ dịch phức tạp xuất hiện trong cộng đồng. Tuy nhiên, cùng với hàng loạt các biện pháp mạnh từ chính quyền địa phương và sự hợp tác chung tay của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân vùng giãn cách xã hội, tình hình tại Lộc Thủy cho đến thời điểm hiện nay vẫn được kiểm soát tốt. Ghi nhận của phóng viên thời sự sau gần 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội. 10 giờ sáng tại chỗ kiểm soát thôn An Bàng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, trên các tuyến đường mật độ người và phương tiện lưu thông đã vắng hơn rất nhiều. Đa phần nhà hàng, quán ăn, quán cà phê đều đã đóng cửa tạm ngưng hoạt động. Các chỗ kiểm soát dịch không còn tình trạng kẹt xe. Người dân cũng đã quen với nếp sinh hoạt trong trạng thái giãn cách xã hội. Hiện tại tình hình dịch trên địa bàn là cơ bản được kiểm soát. Trên các khu phong tỏa thì người dân cũng chấp hành nghiêm các chỉ thị theo chỉ thị 16 của tỉnh. Và cái đời sống của người dân là cơ bản được ổn định. Tâm lý của bà con trong những ngày đầu thì cũng rất lo lắng, hoang mang. Thì cũng
Một vài ngày đầu thì cũng bên chỗ ban chỉ đạo cũng đã tuyên truyền vận động và cũng cho bà con hiểu biết cái cách phòng bệnh, thì đến nay thì cơ bản nói chung là bà con cũng là tâm lý đã ổn định và cũng chấp hành rất là tốt theo cái chỉ thị 16 của tỉnh. Để người dân chấp hành tốt chủ trương về cách ly xã hội, cấp ủy chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền vận động nhắc nhở bà con nhân dân trên địa bàn thực hiện việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 một cách nghiêm túc, không lơ là chủ quan. Các lực lượng nòng cốt như công an, tổ bảo vệ dân phố thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân, các hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh. Nếu mà tình hình mà dịch trong những ngày tới mà cơ bản được kiểm soát, và riêng cái khu vực phong tỏa của khu vực chợ Sầm Cầu và thôn Phước Hưng thì cũng đã được 19 ngày trôi qua rồi. Thì nếu mà trong một ngày tới thì có định thể dỡ bỏ cái khu vực phong tỏa tại Sầm Cầu và khu vực thôn Phước Hưng thì sẽ tháo dỡ các cái chốt còn lại, thì cỡ 14 chốt thì sẽ duy trì các cái là trên khu vực 5 thôn trên khu vực phong tỏa. Đến thời điểm này, ngoài các ca bệnh đã được phát hiện trước đó, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc chưa phát hiện thêm ca dương tính nào trong cộng đồng. Gần 2 tuần kể từ khi Lộc Thủy thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, người dân nơi đây đã thích nghi với cuộc sống bình thường mới và chấp hành nghiêm túc những quy định phòng chống dịch. Đây cũng là điều kiện cần để chung tay kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tiếp nối chương trình với những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Phòng Hậu cần Công an tỉnh vừa khánh thành nhà tình nghĩa thờ cùng mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền. Căn nhà được xây dựng để làm nơi thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Viết, sinh năm 1897, mất năm 1947. Có chồng và hai người con đều là liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Để bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp hy sinh của gia đình mẹ Việt Nam anh hùng cùng các liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, cán bộ chiến sĩ Phòng Hậu cần Công an tỉnh tự nguyện đóng góp kinh phí cùng nguồn hỗ trợ từ các cá nhân doanh nghiệp với tổng số tiền 70 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà. Sau một thời gian thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành khang trang, kiên cố và bàn giao cho gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Viết để làm nơi thờ tự. Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến dân hương tại di tích lịch sử Cồn Giang, huyện Phú Vang, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tổ chức thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn. Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Tại các gia đình đến thăm, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần và mong muốn gia đình luôn giữ sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp hy sinh của các gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm ghi nhớ và tri ân công lao của các thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua hoạt động giáo dục và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ và toàn xã hội để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Cùng ngày, đoàn đã tổ chức vệ sinh chỉnh trang khuôn viên tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế. Trong hết cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đã có hàng vạn người con của Tổ quốc anh dũng hy sinh và đang nằm lại trên chiến trường xưa. Đây là những giải thích khôn nguôi cho gia đình và đồng đội. Chính vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ có một nhiệm vụ thiêng liêng và được đặt tròn lên vai một đơn vị đặc biệt, đó là đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Gần 30 năm miệt mài nơi núi rừng Trường Sơn giữa hai nước Việt Nam-Lào, và cứ mỗi mùa khô qua đi, nhiệm vụ tiếp theo càng khó khăn hơn gấp bội. Nhưng chưa bao giờ những bước hành quân tìm đồng đội phải chung lại, bởi mỗi cán bộ chiến sĩ của đơn vị đặc biệt ấy đều ý thức rằng khi vẫn còn hai cột liệt sĩ chưa về được với đất mẹ yêu thương, thì chừng ấy công việc vẫn còn dang dở. Chiến tranh đã lùi xa, điều này đồng nghĩa công tác quy tập mộ liệt sĩ sẽ phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn. Công tác tìm kiếm quy tập hai cột liệt sĩ ở trong nước vốn đã khó, thì việc tìm kiếm mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước lại càng khó khăn hơn gấp bội. Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được thành lập với nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hai cột liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên nước bạn Lào.
Gần 30 năm gắn bó với công tác tìm kiếm liệt sĩ trên địa bàn Lào, các cán bộ chiến sĩ đội 192 đã không quản ngại khó khăn, gian nan vất vả, thậm chí nguy hiểm tính mạng để hoàn thành việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Khi có cái nguồn tin bảo vệ cho đơn vị thì từ chỉ huy đến anh em trong đội là rất chí là quyết tâm. Mặc dù là cái điều kiện là tìm kiếm hiện nay là các cái phần mộ là ở rất xa, vùng núi là hiểm trở, nhưng anh em cũng là quyết tâm, với tinh thần là quyết tâm cao để đưa được các bác, các chú là về với gia đình, về với quê hương, về với nghĩa trang để được phụng thờ hương khói. Mùa khô năm 2020-2021, Thiếu úy Nguyễn Duy Bình, nhân viên quy tập cùng các thành viên đội quy tập 192 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là một lần nữa có mặt tại vùng đất Salavan, nước bạn Lào, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ các liệt sĩ. Hàng năm, cứ đến mùa này, anh lại cùng các thành viên trong đội hành quân lên đường sang nước bạn Lào thực hiện nhiệm vụ. Là người lính thời bình, cũng là người lính trẻ nhất đội, nhưng đèo cao, núi sâu, chênh vênh vực thẳm, nước độc, rừng thiêng, Thiếu úy Nguyễn Duy Bình đều đã cùng đồng đội trải nghiệm hết. Khi được thủ trưởng cấp trên là giao nhiệm vụ cho bản thân làm công tác quy tập mộ liệt sĩ tại Lào, thì trong thời gian công tác thì ở nước bạn thì còn gặp nhiều khó khăn bất cập như về nơi ăn chỗ ở, di chuyển đi lại ở địa hình nước bạn là rất là khó khăn. Về nguồn tin thì độ chính xác thì ngày càng thấp và nguồn tin thì cũng rất là khan hiếm. Bên cạnh đó, đặc biệt hơn là tình hình dịch bệnh nên là cũng gây ra khó khăn cho công tác quy tập mộ liệt sĩ rất là nhiều. Bên cạnh đó thì được chỉ huy đơn vị là cũng động viên công tác cho anh em cũng rất là nhiều. Thì với tinh thần là tìm mộ liệt sĩ như tìm người thân người nhà của mình thì cả anh em giữa cả cán bộ và đồng chí đồng đội là quyết tâm đồng sức đồng lòng để tìm được đưa các bác về quê hương để hồi hướng nước mẹ. Đặc điểm nơi các liệt sĩ nằm lại thường là các đồi núi hiểm trở phức tạp. Để thực hiện công việc tìm kiếm, đội 192 chủ yếu sẽ phải hành quân bộ. Nhiều nơi còn bom mìn và chất độc hóa học sót lại sau chiến tranh gây nguy hiểm cho quá trình tìm kiếm. Thực tế trong những năm qua, tại nhiều địa điểm công tác khai quật của đội 192 chủ yếu phải dựa vào sức người. Nhiều trường hợp mộ liệt sĩ, đội 192 đã cất công tìm kiếm từ năm này sang năm khác, đào nhiều lần hoặc phải đào giềng rộng cả 4-5 hectare đồi. Cũng có khi phải đào sâu 3-4 mét mới tìm đúng nơi các liệt sĩ ta bị vùi lấp trong chiến đấu năm xưa. Dù vậy, để hoàn thành nhiệm vụ mà quân đội, đảng và nhà nước giao phó, các thành viên đội 192 vẫn luôn kiên trì, lật từng tấc đất, từng góc suối, đào hàng chục nghìn khối đất đá bằng công cụ thô sơ, vừa đi vừa mở đường, cơ động hàng nghìn km để tìm kiếm, đưa những người con về với đất mẹ. Các cái phần mộ hiện nay chủ yếu là mộ lẻ, nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa. Địa hình thì là hiểm trở, rất là khó khăn trong cái vấn đề tìm kiếm, quy tập. Và các cái phần mộ trước đây chôn thì không có sơ đồ mộ trí, cho nên là việc tìm kiếm mà của đối với đội quy tập mộ liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là rất chi là khó khăn. Để khắc phục cái khó khăn đó thì đội xác định là cần phối hợp với các cơ quan liên quan rồi các cái lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền đến từng người dân để bà con cũng như là các cơ quan tổ chức biết được cái chủ trương đường lối của Đảng, của quân đội về công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ, và qua đó cung cấp cho đội về cái nguồn tin. Trên cơ sở nguồn tin đó thì đội sẽ tiến hành khảo sát, xác minh, đánh giá sát hơn để khi tìm kiếm quy tập mà không mất nhiều thời gian mà hiệu quả là ngày càng cao hơn. Suốt gần 30 năm qua, những bản làng nằm sâu trong rừng núi, những con đường mòn quanh co hiểm trở, những chiến trường khốc liệt năm xưa có lẽ đã in đậm dấu chân hành trình đi tìm kiếm mộ của đội 192. Các anh đã đi qua hơn 800 bản làng xa xôi của 15 huyện thuộc nước bạn Lào, tiến hành tìm kiếm hàng nghìn vị trí
và đã cất bốc được trên 1.200 cuộc liệt sĩ. Trong đó có 73 mộ có tên, có quê, xác định được danh tính đưa về nước. Ngoài công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ đội 192 cần chủ trọng và làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân và công tác đối ngoại quân sự, ngoại giao với chính quyền, thực hiện tốt mối quan hệ với nhân dân địa phương, tôn trọng phong tục của các bộ tộc Lào, để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân nơi đây, về những năm tháng chiến đấu của hai quân đội, hai dân tộc, hai đất nước anh em thủy chung sâu nặng nghĩa tình. Thưa quý vị, trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, thì những liều thuốc tinh thần trở nên hết sức cần thiết, giúp mọi người chúng ta có thêm niềm tin để cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng khám phá một con đường bích họa bên dòng sông Hương và những hình ảnh gần gũi, thân thương về giấc mơ Huế cho các bạn trẻ của phường Phần Đúc, thành phố Huế thể hiện. Dành tròn một ngày cuối tuần, cả bàn đoàn viên phường Phương Đúc đang hoàn thành những khâu cuối cùng để con đường bích họa với chủ đề quê hương lấy cảm hứng từ khái niệm giấc mơ Huế được thành hình. Tọa lạc tại kiệt 299 đường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, con đường nhỏ đầy màu sắc này là tập hợp của hơn 15 bức tranh do chính cả bàn lên ý tưởng, dựng hình và tô màu. Đối với những người dân địa phương, niềm vui trên con đường về nhà giờ đây là được nhân lên khi những bức tường rêu phong cũ kỹ được khoác lên mình tấm áo mới, bình dị thân thương của phong cảnh làng quê hữu tình. Sau một ngày là làm việc vất vả mà khi đi về mà thấy cái ngõ thì cái sự mệt mỏi của người lao động đã nhẹ hẳn đi, tâm tư và tình cảm mọi người thấy nó thoáng đạt hơn và vui vẻ hơn. Người dân ở đây rất là phấn khích và rất vui vẻ và ủng hộ tối đa. Ý tưởng để xây dựng những phong cảnh quê hương này thì thực ra hiện tại là đang công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì những làng quê nó ít dần đi và mình muốn tái hiện lại những cảnh làng quê để cho những lớp trẻ sau này biết làng quê là hồi xưa như thế nào, xanh sạch như thế nào. Từ đó sẽ thôi thúc là ý thức bảo vệ môi trường của các bạn trẻ hiện nay. Tiếp nối các hoạt động ngày Chủ nhật xanh, ý tưởng làm nên một con đường bích họa giữa lòng dân cư nằm trong mô hình tuyến kiệt xanh sạch sáng, an toàn do Thành ủy Huế phát động. Không chỉ nhận được sự quan tâm ủng hộ từ phía người dân, con đường bích họa còn là một gợi ý hay về cách xây dựng hình ảnh của một điểm đến thân thiện gần gũi. Từ đó mở ra cơ hội nhân rộng mô hình này ra nhiều tuyến đường trên địa bàn để tạo nên một điểm nhấn về du lịch địa phương khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát. Hưởng ứng cái ngày Chủ nhật xanh thì đã tổ chức cả phong trào tổng dọn vệ sinh rồi vẽ tranh trong các bức tường để tạo một cái không gian xanh sạch đẹp cho đường phố. Và trên cơ sở thì với kiệt 299 thì chúng tôi cũng vận động các kiệt khác cùng nhau chung tay để làm các mô hình đẹp hơn, xanh sạch sáng cùng chung với là thành phố, thành ủy để trở thành một cái thành phố xanh sạch sáng và đẹp an toàn. Những ngày này, khi cả nước đang căng mình để ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, một phút nghỉ ngơi thư giãn để chúng ta được lắng nghe những thanh âm trong trẻo, được ngắm nhìn những bức tranh đầy màu sắc, vì thế là càng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Thông tin này cũng đã khép lại chương trình Huế ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.